Chào mọi người ạ. Hoài Sơn của Bầu Mây chúng em thì hôm nay em xin được phép làm hai cái video này để cho các vị xem là cách đóng gói của sản phẩm Hoài Sơn bên em, Hoài Sơn hữu cơ của Bầu Mây. Củ nó rất là dài ạ, và bên em bọc sẽ có một lớp chấu bao quanh để cho cái củ mình khi vận chuyển xa mình không bị gãy, không bị dập. Củ rất là dài luôn. Rất là dài ạ. Và mình làm như vậy thì mình bảo quản được cái củ của mình nó không bị gãy, bị dập. Và sau khi mình nhận hàng về cái củ rất là tươi, vẫn còn mùi của đất. Đấy, mọi người sẽ bỏ ra ngoài, bỏ qua, lấy hết ra khỏi cái lớp chấu. Đấy, bên em đóng hàng rất kỹ không ạ? Nên là mọi người phải yên tâm về cái quy cách đóng hàng của bên em nhé. Rất là dài. Một thùng như thế này thì bên em sẽ đóng 5 kg. Rất là dài, 5 kg. Em xem 5 kg này sẽ được bao nhiêu củ. Wow, củ này rất là to. Hết rồi ạ. 5 kg thì sẽ được khoảng 5 củ. Rất là dài luôn ạ. Và các củ thì sẽ là chất lượng thì là sẽ đều như nhau. Còn hình dáng thì do tính chất là mọc thì có thể là thẳng hoặc là sẽ hơi cong một chút, nhưng mà về chất lượng thì sẽ là không vấn đề gì nhá. 5 củ bên em đây. 5 kg. Và bên em sẽ bọc vào một cái thùng như này, trong nó có rất nhiều chấu để đảm bảo an toàn cho quý vị. Đó, đây là Hoài Sơn Bầu Mây ạ. Cho nên mọi người yêu thích cái củ Hoài Sơn bên em thì mọi người có thể đặt hàng cho bên em nhé. Giá của củ Hoài Sơn ở bên em là 119.000 trên 1 kg. Và với cái thùng 5 kg như thế này thì bên em sẽ miễn ship trên toàn quốc. Quý vị nhá, cho nên quý vị có yêu mến cái củ Hoài Sơn bên em thì quý vị có thể là để lại số điện thoại hoặc là có thể inbox đặt hàng cho bên em. Ngoài ra bên em cũng còn sẽ có rất nhiều sản phẩm làm từ cái củ Hoài Sơn này ra. Em sẽ nói các sản phẩm tiếp theo vào các video lần sau. Quý vị đón chờ video tiếp theo của em nhé.